cái cửa vào đến cửa kia. Tuy nhiên ông mâm đúng ngồi xuống và nhảo là cái cửa phải cửa đó vào được. Ông có phải cửa thứ hai dưới này, nỗi mình cửa thứ hai dưới này nữa. Khi đến cửa thứ hai dưới này thì bắt đầu nó có vào cửa dưới này. Tức là nhìn bình thường không nhìn ở đâu, nó phải có một cái góc và có cái khúc ánh sáng thế nào ấy. Nhận ra được là tám cạnh. Rồi chúng ta chụp hình sơ sơ đây, rồi chúng ta qua bên kia nhé. Góc này chụp hình không đẹp, qua bên góc kia. Nhìn trời. Lên đi. Cẩn thận đấy. Wise moose range from the water tower. Wise moose, the seeds must climb, look like a bird. But unfortunately, the whole casing is not here about. That's why the blocks that you are sitting there, those are from the casing. And some of these casings too moved to the midtown to do the citadel one. The citadel is called central by the casing blocks. Citadel outside, most known. I think we need the moon. Rồi, quý vị chụp hình xong chưa? Chúng ta đi tiếp rồi. Chào, xin chào. Xin chào, wow. Wow. He said like that. He said this word. I swear to God. He's on a look the way. Yes? He said that you are. I told you last time. Right? Cái này không phải gỗ đâu. Cái này bằng cái composite. Cái mà để mình thấy làm xuyên á. Ông ăn hàng đi. Ngày xưa sầu ấy. Sầu đấy. Ai mà văn rồi.
đi vào trong tháp mà. Cực kỳ hay, cho mọi người xuống tiếp. Hay gấp mấy? Hay gấp mấy? Đây không? Đây. Có hầm mộ, không bảo mát thứ ở đây. Mát. Phải nói mát. Có thùng gió nữa. Ở đâu có thùng gió, có lỗ thùng gió. Có lỗ thùng gió, có đủ hết. Có thức ăn. Không, nó bổ hầm. Có rượu. Có bia. Đưa ra đi ngày lên. Ôi, chúc mừng em. Chẳng có gì cả. Welcome. Good. Hope. Bây giờ mình sẽ bảo có rất nhiều thứ. Bây giờ mọi người phải thống nhất. Đó. Đâu thang. It's really nothing down there. Còn là bây giờ lên mình phải im lặng, tất cả không ai nói gì. Cuối thấp không tí. No problem if you test. No problem, no cry. Did you need test? Khi quý vị cởi lạc đá phải có lưu ý này. Cái con lạc đá nó cách mặt đất khoảng 2 mét. Bởi vậy khi mà ngồi lên ngồi xuống phải giữ cực kỳ chặt. Không khuyến cáo dành cho những người bị cột sống. Tại vì khi nó đi lên nó xuống gọi là panorama, cái toàn cảnh đấy quý vị nhé. Đứng đây hết cả 3 Kim Tự Tháp luôn. Cái thời tiết này mặc dù nó không có sáng để mà chụp lấy hết đường đằng sau, nhưng mà chắc chắn sẽ lấy được hết 3 Kim Tự Tháp luôn quý vị. Phải xuống lúc so, phải xuống ắt quan. Những đền thờ cũng cực kỳ vĩ đại. Nó không cao như vậy nhưng mà nó rất là đẹp. Một cái cột có thể cao từ 9 đến 12 mét. Rất là cao. Ở đây quý vị ai đi quảng trường của Pháp rồi đó, thấy cái trụ đó đó. Thì ở đây có rất là nhiều cái trụ, không phải là 1-2 cái trụ đâu. Ở tổng cộng ở đền lúc so đầu canh nó có đến 10 mấy cái trụ. بقول لك انا قلت لك مره